Vâng, chào tất cả các anh em nha. Chào mừng anh em lại trở lại channel của Lý Thái Xem. Với thì video này mình sẽ biểu diễn cho các bạn xem một chỗ thuật khá là hay, khá thú vị từ những quân bài lá này, đặc biệt là tướng quý thánh. Có lẽ là cái trò này anh em đã từng xem nhưng mà anh em chưa hiểu về cái nguyên lý hoạt động của nó, thì video này mình sẽ giải mã về cái trò này. Và trước khi giải mã, anh em nhớ đăng ký kênh YouTube Lý Thái Xem Official, TikTok Lý Thái Xem, Facebook Lý Thái Xem nha. Xin cảm ơn các bạn nha. Rồi bây giờ 1/8, 2/8, 3/8 nha, 4/8. Rồi thì 4/8 này nó sẽ lần lượt để cho 1 nè, 2 nè, 3 nè, và 4 quân. Anh em xem đây là quân 8 đó anh em nha. Thật sự luôn, nó là quân 8 nha anh em. Là quân 8. Rồi, vậy thì đây là quân 8, đây là quân 8, đây là quân 8, đây là quân 8. Thì sẽ là 4/8. Rồi vậy thì quân 8 này nó sẽ nằm ở dưới cùng. Đây. Đó. Nếu không quân 8 này nằm ở dưới cùng. Nếu như nằm dưới cùng thì không thể nào mà nó nằm ở trên cùng được. Nha. Mà nếu quân 8 này nằm ở trên cùng thì nó không thể nào mà nó nằm ở giữa được. À kế chứ. Mà nếu quân 8 này nó nằm ở kế thì nó không thể nào nó nằm ở vị trí thứ 3 được. Vậy thì sau cùng nó sẽ là cái quân 8 nằm ở đâu? Đó. Thì dĩ nhiên quân 8 nó sẽ nằm ở dưới đáy rồi các bạn. Đó. Thì nếu như quân 8 nằm ở dưới đáy, vậy thì mình sẽ lấy quân 8 ra. Đó. Vậy thì quân 8 ở đây. Tiếp tục nó lại nằm ở dưới đáy nữa, thì mình sẽ lấy quân 8 ra. Tiếp tục nó nằm ở dưới đáy nữa. Vậy tiếp tục mình sẽ lấy quân 8 ra nữa các bạn nha. Quân 8 này. Vậy thì sau cùng vẫn là quân 8. Rồi, thì khi mình xem đó là 4/8, thực chất đó chỉ là một cái ảo giác. Thực chất nó là 4K. Nè, 1, 2, 3 và 4 quân. 2, 3 và 4. Nè, 1, 2, 3 và 4 quân. Rồi sau đây mình sẽ giải mã về trò này. Cái trò này hoạt động với 8 quân. Đây nha. Rồi khi nên setup nha. Này. Đây, mình sẽ giữ 40k này đấy nha. Đó. Mình sẽ đến đây. Rồi mình sẽ nói 48 này như thế này. Đó, thì anh em chọn quân nào biểu diễn cũng được hết nha. Ví dụ 8 bit đi. Đó, không để xuống đây. Gom lại thì mình nhớ gom 4 cái quân mà quân ca này luôn nha anh em. Đó, 4K này nè. Đó. Đó. Rồi mình sẽ để nè. 1 nè. Nha. 2, 3 và quân sau cùng để lên. Thì sẽ lấy quân 8 ra. Thì quân 8 này ra thì mình sẽ cho khán giả xem. Rồi bây giờ mình sẽ chồng lên đây. Mình sẽ lấy ra một lượt 2 quân. Đây là 2 quân nè. Mình sử dụng kỹ thuật 1 và double flip như thế này. Hay là mình có thể dùng kỹ thuật đẩy 2 lá ra. 1, 2, 3 và 4. Đây, 1, 2, 3, 4, liên tục 5. Thì con này nó ở dưới rồi. Mình sẽ cho khán giả xem thì dùng cách mình đẩy lá bài này vô nè. À, gầm rút. Khi rút xong mình rút vô thì nhớ rút vô cái phần lúc đầu. Đó. Đúng như phần lúc đầu. Đó. Rồi thì giờ sử dụng kỹ thuật đó, tách lá nè. Nó nếu như con lá này nằm. Con lá này ở trên, đây, cùng. Đó. Nếu là đã tên cùng thì nó không thể nằm ở vị trí 2. Nếu mà cái 8 nằm ở vị trí thứ 2 thì không thể nào nằm ở vị trí thứ 3. Đó. Và sau cùng nó ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ đúc dưới này. Sau khi đúc dưới này thì mình rút lá đó này ra. Đó. Hoặc là mình không đúc ra kiểu đó thì mình sẽ dùng kỹ thuật đẩy như lúc đầu. Rút ra. Để vô. Rồi mình xét lại đây là 1/8. Thì mình úp xuống đây mình sẽ dùng kỹ thuật đẩy lá đây. Cái này dịnh lại nè. Hai nhỏ là đẩy lên nè. Đó, rút ra 1 lá. Rồi. Tiếp tục 2, đẩy lên ra đây. Tách nhẹ lên nè. Đó, 2. Rồi, lên. Tiếp tục 3, cũng vậy thấy các bạn, đẩy nhẹ lên. Đó. Và sau cùng, đây là con 8, thì mình đặt lên đây luôn. Rồi mình búng cái, thì lật lại như thế này. Thì mình đếm nè. 1, đẩy 1 lá nè.
mình dùng tay mình lấy lá này ra, mà đút này xuống đây 2 3 và 4. Đó, thì mình đưa 1 2 3 và 4 đây. 1 2 3 4. Đó. Đây là cái chỗ này các bạn.